Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không đoạt được ngôi vị cao nhất và dừng chân tại top 15 Miss Grand Việt Nam 2022, thế nhưng thí sinh Lê Hồng Hạnh chính là một trong những cái tên khiến cho khán giả nhắc đến nhiều nhất thời gian vừa qua. Hình ảnh của cô gái đến từ Thái Bình nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội và rất nhiều những lời khen cũng như là thán phục dành cho người đẹp bởi vì sự lột xác đến hoàn hảo. Và để có thể hiểu hơn về hành trình tìm tới cái đẹp và những nỗ lực tìm kiếm cơ hội của cô gái này thì ngay sau đây chúng tôi xin được chào đón top 15 Miss Grand Việt Nam 2022 Lê Hồng Hạnh đến với trường quay của chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay ạ. Em chào chị và xin kính chào quý vị khán giả. Rất là cảm ơn Hạnh đã dành thời gian để tham gia chương trình. Và quả thực ngày hôm nay ngồi trước bạn thì bản thân tôi cũng phải cảm thấy rất là thán phục, bởi vì bạn quá là đẹp đi, có một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời, rất là hiện đại. Và mặc dù là chúng ta không giành được ngôi vị quán quân, ngôi vị cao nhất của cuộc thi này, thế nhưng mà rõ ràng là Hạnh là một trong những cái tên được rất nhiều khán giả chú ý đến. Thì không biết là bạn có cảm thấy bất ngờ về điều này hay không? Thật ra thì em cũng khá bất ngờ, bởi vì lúc mà em vừa mới thi xong ấy, còn chưa được cầm điện thoại, đang xuống sân khấu để định hình lại thì mọi người mới chạy lại nói chuyện. Trời ơi, out top mà mày đang kiểu cái mặt tràn lan trên mạng xã hội ấy. Em cũng thắc mắc, ủa mình bị làm sao ta? Xong rồi khi mà nhìn thấy kiểu hình ảnh mà được camera clear tới cái khoảnh khắc đó thì em cũng khá vui và cũng bất ngờ, không nghĩ là mình sẽ có một cái khoảnh khắc như vậy. Dạ. Rõ ràng là một cái sự bất ngờ, nhưng mà đúng là phải có cả một cái quá trình trước đó, chúng ta cũng phải thay đổi, cũng phải có rất là nhiều những cái sự nỗ lực thì mới có được những cái sự tỏa sáng đó, đúng không ạ? Dạ, vâng. Chúng ta sẽ chia sẻ về điều này ở phần sau của chương trình. Nhưng mà bây giờ thì không biết là có ý kiến cho rằng là bởi vì có 5 giây mà lia máy ở trên sóng đó thì bạn mới trở nên nổi tiếng, thì không biết là Hạnh nghĩ như thế nào về điều này? Một phần thì cũng đúng, thế nhưng mà em vẫn hy vọng rằng là khán giả sẽ nhớ đến em nhiều hơn về những cái năng lực, nỗ lực của em trong cả cái quá trình thi và trước đó nữa. Dạ. Thật ra thì nhiều người vẫn nói rằng là bạn nổi tiếng nhờ 5 giây, nhưng mà rõ ràng chúng ta nổi tiếng là bởi vì trước đó chúng ta đã từng đóng những bộ phim hài rất là thú vị, đúng không? Cho nên bây giờ khi mà chúng ta có cái sự lột xác đó và thể hiện trên một sân khấu lớn như là Miss Grand thì mới càng có nhiều người chú ý tới cái tên Lê Hồng Hạnh hơn, và họ cảm thấy thán phục với cái quá trình mà bạn đã thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi ngoại hình của mình, và từ đó thì chúng ta có được những cái thành công như ngày hôm nay. Và thường thì những người đẹp khi mà nhắc tới phẫu thuật thẩm mỹ thì có không ít người họ lựa chọn cái cách là họ sẽ từ chối nhắc tới, hoặc là họ sẽ chối bỏ cái điều đó, bởi vì ai cũng muốn rằng mình sinh ra đã là một người đẹp rồi. Thế nhưng mà với Hạnh thì vì sao bạn lại quyết định là công khai cái câu chuyện này của mình? Thật ra là em thấy câu chuyện này nó không hề xấu, với cả bây giờ phát triển rồi, mọi người ai cũng có một cái nhìn về làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ nó cởi mở hơn, và em cũng rất vui khi mà cái câu chuyện của mình mà truyền tải tới mọi người được mọi người đón nhận, đó cũng là một thành công với em. Thế nên em không có ngại chia sẻ về cái vấn đề đó. Bạn không lo sợ và bạn công khai như vậy, thế nhưng mà nói thật nhé, để chia sẻ thật lòng đi, có một lúc nào đó, một cái khoảnh khắc nào đó mà bạn nghĩ rằng là khi mình công khai như vậy thì sẽ có những người họ không còn yêu thích mình nữa bởi vì họ cho rằng là mình đã có một cái vẻ đẹp nhân tạo hay không? Em không. Ban đầu thì cũng có một chút, bởi vì mọi người trước đó cũng biết em qua những cái series phim ngắn, thì mọi người cũng nói vào là em thích chị của ngày xưa hơn, nét tự nhiên này kia. Thế nhưng mà chính ra những cái sự thay đổi của em thì công việc hiện tại của em nó tốt hơn rất nhiều, và em cũng tự tin đối diện với mọi người nhiều hơn đó. Thành ra là em cũng không để ý những cái câu chê bai rồi những cái lời mọi người nói về em nữa. Dạ. Và ngày hôm nay chúng ta có một Lê Hồng Hạnh rất là đẹp như thế này, đúng không? Đây là cái kết quả và là câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả những người hâm mộ cũng như là yêu mến Hạnh từ trước cho tới bây giờ. Và bạn có thể chia sẻ là vì cái động lực nào mà bạn lại có quyết tâm để thay đổi ngoại hình và có được một cái vẻ ngoài xinh đẹp như bây giờ không? Thời gian mà em tham gia cái nhóm làm phim thì ban đầu em vẫn tự tin về ngoại hình của mình, bởi vì em nghĩ rằng mình dễ dàng có được một cái vai chính trong cái nhóm đó, mình cũng khá là vui. Nhưng mà mình phải như thế nào thì mới đảm nhận được cái vai đó. Nhưng mà sau cái như nào ta, kiểu em vô tình em nghe được những cái lời người ta nhận xét em khi mà không có mặt em ở đó thì em cảm thấy buồn, hụt hẫng. Nhưng mà em cũng chưa có ý định đi làm luôn ạ. Thế ra em quen với một người bạn của em, thì anh ấy cũng hỗ trợ em nhiều trong cái quá trình mà thay đổi ngoại hình của em. Thì hai anh em chỉ nói chuyện với nhau, ngày hôm nay nói chuyện xong ngày hôm sau em đi làm luôn. Cũng không có một cái sự chuẩn bị gì ạ. Dạ.
Tức là động lực chỉ đến từ lời nhận xét của một người trong quá trình mình hoạt động làm phim trước đó thôi. Nếu như không có lời nói đó thì có lúc nào mà Hạnh tự nhìn vào gương hay là chúng ta tự cảm thấy tự ti về công ngoại hình của mình hay không? Em không. Thật ra trong quá trình mà em tham gia cái bộ phim đó cũng có rất nhiều bình luận chê bai nhan sắc của em, nhưng mà em lại không không để ý những cái bình luận đó. Chỉ có những cái người mà làm việc với em hàng ngày tự dưng nói với em, nói nhận xét với em sau lưng như vậy thì em mới suy nghĩ, thật sự suy nghĩ về mình. Và quan trọng nhất là việc chúng ta làm đẹp là để phục vụ chính mình đúng không? Mình đẹp lên, mình cảm thấy tự tin hơn thì tự nhiên là cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ cảm thấy là nó thuận lợi hơn rất là nhiều khi mà chúng ta tự tin thể hiện hết tất cả những cái điều mình có. Nói về phẫu thuật thẩm mỹ thì ngoài cái việc là chúng ta ủng hộ những người phụ nữ họ làm đẹp để họ có thể là tự tin hơn trong cuộc sống thì cũng có một số những cái trường hợp mà thực tế đã cho thấy là họ quá nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, lạm dụng cái điều đó và dẫn tới rất nhiều những cái hậu quả, những cái biến chứng sau này. Vậy thì về câu chuyện này thì Hạnh nghĩ như thế nào? Theo cái quan điểm của em thì em thấy rằng mình sửa một cái mức độ nào đó nó vừa phải, nó hợp với mình là được rồi, không cần phải quá chạy đua theo rằng là hôm nay bạn này có một cái dáng mũi này rồi theo trend rồi dáng mũi kia đó. Thật ra ví dụ như bạn của em sửa mũi cũng 3-4 lần rồi ạ, và kết quả để lại nó không thật sự tốt. Mũi của bạn ấy bị ảnh hưởng thậm chí là không không thể động chạm dao kéo thêm một lần nào nữa ạ. Nó rất là yếu. Và em cũng khuyên các bạn rằng là khi nào mình cảm thấy như thế là đẹp rồi, là vừa đủ với mình rồi, không cần phải chạy đua theo làm gì đó, bởi vì nó mang lại cho mình một cái đẹp, thế nhưng mà sau đó cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn ạ. Bản thân em thì em chỉ thấy rằng những cái gì nó vừa đủ với mình. Mà bản thân em thì cũng trộm vía em sửa một lần là đã ưng rồi ạ. Hiện nay Việt Nam của chúng ta thì có rất nhiều những cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Thế thì không biết là vì sao mà Hạnh lại lựa chọn Miss Grand Việt Nam để tham gia đọ sắc trong cuộc thi này? Thật ra thì đây cũng là một cái câu chuyện đến bất ngờ với em thôi ạ. Bởi vì em mới chuyển vào Sài Gòn làm việc thì cũng quen một vài anh chị trong ekip. Mọi người cũng nói là đi thi đi để còn làm quen, biết đâu có công việc mọi người biết tới, mọi người sẽ book show mình nhiều hơn. Thì em cũng tham gia thôi, với em cũng chưa có một cái sự chuẩn bị gì đến với cuộc thi cả. Thành ra kiểu em cũng suy nghĩ, tại vì mình cũng chưa tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào cả, với đây cũng là một môi trường mới với mình ấy, thì em cũng muốn tham gia để đọ sức cũng như là trải nghiệm xem cách làm việc với cả môi trường nó như thế nào. Và ban đầu thì em cũng chưa có chuẩn bị gì kỹ càng đâu, nhưng mà khi mà bước vào trong một cuộc thi rồi thì từng những cái trang phục này cũng như là cách ứng xử đi đứng ăn nói là phải học hết, chứ không phải cứ vui chơi như ban đầu nữa. Thì thành ra sau cuộc thi thì em cũng quen biết được nhiều bạn bè hơn, không còn rụt rè nữa, bởi vì để mà nói tính cách của em trước cũng ngại giao tiếp với mọi người lắm. Khi mà vào trong một cái môi trường đấy, mọi người rất là hòa đồng với nhau, rèn luyện cho em được cái tính kiểu giao tiếp với mọi người, với cả hòa đồng với mọi người hơn, bớt rụt rè hơn. Dạ. Phẫu thuật thẩm mỹ là để chúng ta đẹp hơn, chứ không phải là chúng ta bắt buộc phải trở thành người đẹp nhất, bởi vì không có ai là cái đỉnh cao cả, đúng không ạ? Miễn là chúng ta cảm thấy đẹp, hài hòa trong mắt tất cả mọi người và chúng ta tự tin về điều đó, như vậy là đủ. Vừa rồi thì Hạnh cũng có chia sẻ rằng là sau khi mà bạn thi Miss Grand Việt Nam, cũng như là sau khi mà cái thông tin và hình ảnh của bạn được lan truyền trên mạng xã hội, thì cái công việc của bạn cũng trở nên thuận lợi hơn, đúng không? Hạnh có thể chia sẻ rõ hơn nó thuận lợi hơn như thế nào và bạn có những cái dự định dự án như thế nào trong tương lai không? Thật ra thì cũng có rất là nhiều lời mời như là chụp ảnh quảng cáo. Thế nhưng mà sau cuộc thi thì em muốn trau dồi bản thân mình tốt hơn, như là học giao tiếp rồi tiếng Anh cũng như là kỹ năng khách quốc. Em không hẳn là sẽ chạy show liên tục các thứ, mà em sẽ trau dồi cái bản thân cho bản thân mình hơn từ kiến thức và kỹ năng ạ. Sắp tới thì em cũng có đăng ký học thêm diễn xuất, bởi vì đó cũng là một cái đam mê lớn với em. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ được nhớ đến Hồng Hạnh nhiều hơn con số 5 giây mà chúng ta đã xem ở trên cuộc thi này. Sẽ nhớ tới Hồng Hạnh, một cô gái vừa tài năng, vừa dũng cảm và đặc biệt là có khả năng diễn xuất rất là tốt. Thêm một cái câu hỏi nữa cũng khá là riêng tư. Chúng ta vẫn thường thấy rằng là ngoài cái việc mà chúng ta thay đổi nhan sắc của mình để tự tin hơn này, công việc đến thuận lợi hơn, thì
khi đó chúng ta cũng tự thấy rằng là cái giá trị bản thân của mình có thể nó cũng sẽ tăng lên theo cái thành công mà mình có thể có được trong cái xã hội, đúng không ạ? Vậy thì không biết là từ cái sự thành công đó thì cái tiêu chuẩn bạn trai của bạn trước và sau khi chúng ta thi cuộc thi này có cái gì thay đổi không? Em dạ không ạ. Thật ra thì tiêu chuẩn bạn trai của em nó đơn giản lắm, không quá cầu kỳ phải này kia đâu. Khi mà em trước và sau thì em vẫn vậy thôi ạ. Thích thích một người bạn trai quan tâm, chiều chuộng, lo lắng mình, đơn giản thế thôi chứ không cần phải quá hoan mỹ gì hết. Dạ. Mỡ của mọi cô gái đấy, một dạ, người bạn trai mà vừa quan tâm vừa chiều chuộng mình thì đúng là cái điều mà bất kỳ một cô gái nào cũng sẽ mong muốn. Mà chúng tôi cũng chúc cho Hạnh sẽ đạt được tất cả những cái thành công với những dự định của mình, cũng như là sẽ có thể tìm được cho mình một người bạn trai đúng như là Hạnh mong muốn nếu như thời điểm này chúng ta chưa có nhé. Dạ vâng. Rất là cảm ơn Hạnh ngày hôm nay đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình của chúng tôi. Và tới đây chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.